Cộng hòa Liên bang Đức được bình chọn là đất nước đáng sống nhất thế giới. Đức cũng là trung tâm kinh tế của châu Âu, với nền công nghiệp và kinh tế phát triển. Tuy nhiên, vì thực trạng già hóa dân số, nên nước Đức thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động. Vì vậy, chính phủ Đức đã thực hiện nhiều chương trình nhằm thu hút lao động trẻ quốc tế để học tập và làm việc. Trong đó, du học nghề Đức với những ưu điểm nổi bật đã trở thành lựa chọn của hàng ngàn học sinh sinh viên Việt Nam. Khởi nguồn từ ý tưởng mang lại cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh sinh viên Việt Nam khi đến với Cộng hòa Liên bang Đức. Sun Edu đã thành lập văn phòng đại diện tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời kết nối và thiết lập mạng lưới liên kết chặt chẽ với các đối tác trong nước và ngoài nước để đưa các em tới môi trường học tập tốt nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm và có cả trụ sở tại Đức, mạng lưới văn phòng rộng khắp Việt Nam, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, Sun Edu tự hào đã biến giấc mơ du học của hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam trở thành sự thật, mở ra cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế. Với hàng ngàn ứng viên mỗi năm, dịch vụ chuyên nghiệp của Sun Edu giúp cho các bạn học sinh chọn trường đúng với khả năng tính cách và tiềm lực kinh tế của gia đình. Vậy du học nghề Đức là hình thức du học gì? Ưu điểm, điều kiện để đi du học nghề Đức như thế nào? Du học nghề Đức là hình thức đào tạo vừa học vừa làm. Du học sinh ngoài việc học lý thuyết tại trường nghề thì được thực tập ở các doanh nghiệp trong ngành. Hình thức này giúp người học nâng cao kỹ năng kinh nghiệm làm việc khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong thời gian học nghề, các bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng đủ chi tiêu sinh hoạt. Hình thức du học nghề rất phù hợp với nhiều bạn trẻ, vì khi ra trường các bạn sẽ có công việc ổn định với mức lương xứng đáng. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội định cư sau 2 năm làm việc chính thức. Và đặc biệt, sau 5 năm làm việc, các bạn sẽ có cơ hội nhập quốc tịch Đức. So với chương trình du học Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác, thì du học nghề Đức có các ưu điểm nổi bật như miễn học phí, nhận lương trợ cấp trong suốt quá trình học, cụ thể cho các bạn được miễn 100% học phí học nghề và nhận trợ cấp lên đến 35 triệu hàng tháng. Với những ai mong muốn có thêm thu nhập thì có thể đi làm thêm. Sau tốt nghiệp, các bạn sẽ được nhận vào làm chính thức với mức lương khởi điểm từ 2.500 đến 4.000 euro. Hơn nữa, khi tham gia du học nghề Đức, tỷ lệ đỗ visa khá cao. Nếu đạt chứng chỉ B1 và lựa chọn city phù hợp thì 99% bạn sẽ có visa học nghề. Hiện tại, du học nghề Đức có khá nhiều ngành nghề để cho các bạn lựa chọn. Nhưng tiêu biểu nhất là các nghề điều dưỡng, nhà hàng khách sạn, đầu bếp, cơ khí điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng. Đây là các nghề thiếu lao động nhất quốc gia này. Về điều kiện, các bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, không bị các bệnh truyền nhiễm và không có tiền án tiền sự thì bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình du học nghề Đức. Em là Trần Thị Ngọc Ánh, em đến từ Nghệ An. Và năm nay em 23 tuổi ạ. Thực ra thì em học tầm 6 tháng thì đã đủ bằng B1 ạ. Tài thì rất là bồi hồi và đương nhiên là sẽ có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên mà em phải xa gia đình và đến một nơi hoàn toàn mới. Em phải bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn phải tự lập. Nhưng mà em tin rằng đến với nước Đức thì em có thể phát triển bản thân và cũng như là có thể mở rộng tương lai của mình. Trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bố mẹ cũng như người thân đã luôn ủng hộ và giúp em chinh phục ước mơ của mình. Sau hết thì em xin gửi lời cảm ơn đến ban điều hành công ty, đặc biệt là giám đốc Trịnh Văn Tiêu, người đã truyền cảm hứng và tạo năng lượng cho em cũng như là một môi trường năng lượng để em có thể phát triển bản thân. Sau hết thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo đã giúp em truyền tải những kiến thức hữu ích để em có thể hoàn thành chương trình học tập của mình. Và sau hết thì em cũng xin chúc cho Sun Edu sẽ càng ngày càng phát triển và có thể dẫn đưa học sinh chinh phục được ước mơ hướng tới một tương lai chung, đó là Cộng hòa Liên bang Đức ạ. Hiện tại thì em đang cảm thấy một chút lo lắng và hồi hộp vì một thời gian ngắn nữa thôi thì em sẽ phải xa gia đình của mình và đến một đất nước xa lạ. Tuy nhiên thì em cũng cảm thấy một chút vui vì em tin rằng ở Cộng hòa Liên bang Đức em sẽ có một tương lai thật tốt và phát triển bản thân mình thật tốt ạ. Trước tiên thì em xin cảm ơn bố mẹ của em là người đã tạo điều kiện cho em để có thể đi du học ở nước Đức. Thứ hai thì em xin gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo công ty, thầy cô và các anh chị ở tại Sun Edu đã cho em một môi trường học tập thật tốt và nhiệt huyết, đã giúp đỡ em trong thời gian qua để em có thể bay sang nước Đức ạ. Rất được vui khi mà con cái được trong cái môi trường học tập rất tốt và được đi bên kia với nguyện vọng của gia đình. Thì cũng mong sao con cái sang bên kia được
học hành tốt và tất cả mọi công việc thuận lợi cả. Thì gia đình rất cảm ơn trung tâm đã đào tạo cháu đến ngày hôm nay. Rồi chúc công ty ngày càng phát triển. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi lên sân bay tiễn các bạn học viên. Rất là nhiều lần rồi và mỗi một lần đều có những cái cảm xúc khác nhau. Và tôi luôn mong muốn một điều, tất cả các học viên của tôi, các học trò của tôi bước sang Cộng hòa Liên bang Đức với những cái tâm thái tốt nhất khi công ty đã trau dồi kiến thức cho các bạn trong quá trình học tập kiến thức tại San Edu. Và đối với các phụ huynh thì luôn tin tưởng và đồng hành với San Edu trong rất nhiều những thời gian vừa qua. Và xin gửi lời cảm ơn đến phụ huynh và tất cả những anh chị đã tin tưởng San Edu nơi học tập để dành cho tất cả các cháu để hướng sang Cộng hòa Liên bang Đức. Còn đối với tất cả những đối tác trên thị trường thì tôi cũng gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các đối tác. Và đến với San Edu, hợp tác với San Edu thì chắc chắn một điều sẽ là thành công tốt đẹp. Và cảm ơn tất cả các em học sinh, phụ huynh và tất cả các đối tác, các doanh nghiệp đã tìm đến San Edu hợp tác trong thời gian vừa qua. Cảm ơn rất là nhiều. Với những đặc điểm nổi bật như chi phí hợp lý, quyền lợi cao, cơ hội lớn của chương trình du học nghề Đức, đặc biệt hơn nữa là chất lượng dịch vụ tại San Edu. San Edu là một trong những công ty uy tín tại Việt Nam, giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ đi du học và lập nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức.